Hello nha anh em, hello buổi chiều nha cả nhà. Bữa nay về kịp được có ba cái neo rồi nha anh em. Thấy không? Cái neo này neo rớt cọc. Anh em cọc cũng chịu mà để lâu quá anh em ơi. Rồi phép lấy ra bán lại nha, phép cũng chuyển trả cho anh em đó ăn cọc rồi. Nói chung người ta cũng muốn lấy đó nhưng mà do điều kiện người ta dịch giả thế nào đó mình cũng không biết, thành ra phép lấy ra bán lại nha anh em. Xe này trước phép bán anh em 47 triệu á. Xe này nó thuộc về dạng cọp rồi nha anh em ơi. Nè. Chìa khóa nó còn hai cây nha, vỏ hai cái luôn. Đó. Coi coi thùng xăng nè. Dây nữa nè. Dây nè. Riêng 2.7 nè. 2.8. Ủa cái này 2.8 hả ta? 2.8 nha anh em. 2.8 hết, nhớ lộn cái chiếc ở sau lưng nè. Nhớ lộn chiếc 2.7 nè. Này 2.7 đùm. Này cũng thuộc dạng giữ luôn, để chút anh em xem. Chút nữa cho anh em xem hết ha. Nè đúng là 2.8 anh em ha. Này vỏ sau nữa nè. Cái xác xe bây giờ rất là khó mua nè. Chống nó nè. Chống vô đậu quá, đậu rồi nó bị dạng như hơi ẩm á, nó bị ẩm ha. Nhưng mà vẫn zin không có bắn dặm như nè. Cái này đúng rồi, quét dầu vô. Quét dầu nó rút dầu vô. Rút dầu cho nó bóng lại với nó không có bị phá thêm nữa nha nè. Nó phá thêm cái sơn sơn của mình máy này. Đẹp lắm nha nè, đẹp lắm. Ô đô đó nha nè. Xăng nói gì là đi là bao phê vậy em ha. Đi bao phê. Quá đẹp. Rồi là 8. Bởi vì phép nói nó hoài nè. Duyên ai người đó hưởng. Chứ đúng ra cái xe này bán rồi đấy. Chiều làm video nói chuyện la gai anh em ơi. Anh em coi thông thả vậy nè. Cấm tua cấm chô vậy nè. Đùa thôi, cái đó là quyền của anh em nha anh em. Nhưng mà với anh em mà đam mê dọc neo này thì vô ba chiếc này thì không tua được đâu. Khi nào chiếc này nó chắc, nó sắc lắm nha anh em. Đội anh em coi là tình chi luôn. Để gõ đầu. Tắt máy rồi. Đó, trời ơi, đậu. Đậu đúng là cái hơi ẩm. Đúng là cái dùng của Kiên Giang có phép nha em ha. Cái này vô dầu là nó hết rồi em ha. Dầu hết. Dùng Kiên Giang làm gì đó. Xe đậu không nó cũng cũng có công chuyện như nè. Nó nè. Không thì bớt luôn nha em ha. Chứ anh em ta cũng thương cái xe này lắm á. Có đèn đẹp nè anh em. Có đèn đẹp. Màu đỏ áo theo xe mà không có bay luôn nha anh em. Chưa bay luôn á. Quay cho anh em đam mê chơi. Sẵn lên là lên 3 chiếc luôn nha anh em ơi. Mai mốt xe nó về quay không kịp đó, thành ra không có lên từng chiếc kịp đâu. Rồi anh em xem video anh em. Cái xe nào máy này chưa chỉnh nha anh em. Nắp số bắp chưa chỉnh, bình xăng con chưa có mở gì chân nha. Nè phấn hồng nè anh em dòm nè, nó đâu còn đó đầy đủ hết. Em quay là khỏi cần kéo áo ở đâu anh em, em quay rất là chi tiết. Lột nón ra luôn, chơi luôn. Mấy cái này mình phải quay chi tiết coi mới đã vậy nè. Mấy khi mà được mấy cái xe đẹp, đẹp thế này quay cho nó sướng nè. Giờ số nè, nó chưa có mòn nhưng mà nó chỉ trắng xíu nè, trắng phai sơn chứ nè. Lắp chỗ Hyundai cái này không nổ luôn nha. Đó, thường thường hay nổ cái này. Cái này để gắn bảo vệ nó cũng ok nha. À, nó không có cọ ha. Chứ nó để này nó cọ vô đây là nó sẽ nổ này liền. Không anh em cứ để vô đây không có sao đâu. Để gì phép thấy nó cũng cứng xe đẹp chứ. Nhiều anh em không thích để làm tháo bỏ. Kiếm bọng. Kiếm bọng áo sống không chạy luôn. Ốc tán đến giờ.
mấy cái dòng neo với mấy cái dòng mà qua quay 110 thái đâu. Bây giờ anh em mua cẩn thận nha anh em. Sắp thấy giờ miền Tây, nói chung miền Tây, nói chung giờ nó cắt đất nước mình luôn, cắt kinh bán nhiều quá nè mình. Nhưng mà Tháp thấy xe anh em mua, anh em gửi phép xem, Tháp thấy xe không chuẩn xe nè mày, không không nhìn thấy không chuẩn xe đâu. Có nhiều anh em lợi hại, anh em coi xe nha. Tháp nói chuyện cái vấn đề xe này nó cũng liên quan tới vấn đề để anh em mua bán, mua cho nó kỹ lưỡng, quá trời đẹp luôn nè. Anh em cứ xem đi, Tháp quay cho anh em ngắm. Tháp nói vấn đề xe cổ hiện tại bây giờ. Xe bữa nay có người anh em nó gửi phép chiếc quay 110, hỏi phép mua được nhiêu, cũng có video cũng có hình luôn, nhưng mà thường thì anh em gửi vậy phép xin phép khước từ phải không trả lời vậy anh em. Một chiếc xe quay 110, một chiếc vui chờ neo, anh em gửi mấy tấm hình anh em kêu mua được nhiêu rồi, giá nhiêu, hay là mua 45 50 được không, phép không trả lời vậy anh em. Làm sao mua được nó, em mua thà cửa hàng đây em bán cho em anh này được, tại vì em có cái tiếng nói của em nói tiếng một xe nó vậy vậy đó, mua nó dụ là em nói sai chịch anh em trả xe lại khỏi nhận xe, chuyển hoàn lại cho em, chuyển hoàn bình thường, còn tiền anh em chuyển cái tài khoản phép không mất xu nào, anh em đừng có lo đó. Mà anh em phép nói chỗ anh em ở Tây Ninh vậy đó, số 70 đúng rồi, mình chia sẻ nhau nha anh em, chứ phép quý gì đâu, chia sẻ nhau. Nó thấy cái xe nó không đúng chân nè, neo 110 giờ thấy ốc tán gì mà vô tùm lum hết trơn, con trắng con đen, con trắng con đen. Mà anh em mua xe mà anh em không có xác định được xe đó là green hello đó. Để cái đầu phép mới coi, phép mới hỏi rồi cái mới quớ quớ ra mới chắc vậy. Chứ 110 thái em bán năm mấy triệu thì má đùm sau còn lỡ nó lỡ chỗ cái lỗ thoát nước nó, hoặc là ống phuộc nó cũng nổ sóng hơi hơi, nói chung nó đúng chắc xe nó 20 năm nó phải vậy. Còn xe của anh em thấy bóng lưỡng em nghi rồi, còn ốc thì vô lum hết trơn, con trắng con đen nó vô. Ví dụ 110 thắng đùm, chứ cái thắng đùm vô cái con này, cái con này nằm ở đây, con cán thì trắng tư, cái cốt đen thui, cái bát thắng thì đen thui, nói chung nhìn không đều ốc. Rồi áo tem thì chỉnh sửa, mà anh em mua cao quá, em thì giờ nói chung là cái công việc của em á, cái công chuyện của em á, em còn không có thời gian làm sể đó anh em. Bây giờ trường xa nhà cho nên có một mình em chiến đấu thôi, em thậm chí là nhắn tin nói chuyện tới 500 anh em lận, chứ không phải là một mình anh à. Bởi vì em cũng ít có trả lời những tin nhắn, cũng như những cái chiếc xe mà anh em gửi cho em coi ghi lô này, định giá đâu có sao đỉnh được, tình hình đó không đỉnh được, tại tánh em nó kỹ lắm, làm mấy cái xe này là kỹ lắm nha anh em, kỹ mới được, không kỹ không làm được đâu, chứ không phải làm xe mà. Bây giờ nói với anh em mà nhiều cái kinh, nhiều cái cửa hàng một chiếc xe về cái bắt đầu là kiểu như là chạy lại thợ kêu thợ coi dùm cái xe này sao, green hello, rồi bắt đầu nó về quay lên bán, không nha anh em. Em ở đây là em tự tay tự xử hết, green hello. Nói chung là thầy thợ cũng có một cái khả năng mạnh yếu riêng của ta, còn như mình thì cũng khả năng mạnh yếu riêng của mình đó, chưa chắc là thầy thợ coi khi tới ông mình nha anh em, cũng tùy theo thợ, cũng tùy theo thầy thôi, chứ không phải ông nào cũng hay đâu đó. Nói chung là giờ thấy làm ăn được thì cái xe cộ với nhập về cái đầu có biết gài biết dịch gì đâu, chạy đi rồi ở đâu lại mượn thợ coi giùm, coi giùm xong rồi thợ nói là zin cái này zin nào zin, còn không zin thì trả lại anh em ta, còn cái nào zin thì quay lên rồi cũng zin theo rồi bán. Còn em không có em hồi nào giờ anh em thấy đó, phép chia sẻ anh em rất là nhiều, thậm chí anh em bây giờ lên cửa hàng hết rồi, những anh em theo kinh của phép bây giờ như bán cửa hàng rất là nhiều đó. Rồi xong một chiếc neo này, tới chiếc neo này em quay anh em coi đi. Cái này 2/7 đùm, xe này cũng vỏ còn cặp luôn á, đâu đây nè, 2/7
bởi vì nãy em lộn cái chiếc kia đó. Đó, ốc là anh em dòm anh em nói bây giờ á, chiếc xe giờ nó kinh doanh cũng như chó mèo vậy thôi, giống như ba mấy cái shop bán thú cưng rồi giống anh bán gà thôi, cũng là hình thức kinh doanh thôi. Nhập xe về chạy lại hỏi thợ cái xe này nó làm sao rồi xong rồi chạy về quay lên bán cho anh em, quá trời đẹp luôn nha anh em. Đó còn thôi là thôi, coi coi kênh YouTube này, coi kênh YouTube của người nọ, học xong rồi phản người ta luôn. Bởi vì em tiếc là cái YouTube này nó không có cái tính năng chặn các kênh khác, chặn cái kênh mình không thích cho người ta xem á, không giống Facebook nha anh em. Facebook thì anh em chặn cái là người ta không thấy đâu, những người mình không có mình chặn người ta không thấy đâu. Còn YouTube này nó khác, anh em chặn họ, họ chỉ có tắt được cái tính năng bình luận của họ thôi, dây yên còn vậy nè. Nè đúng 207 nè, anh em chỉ có tắt được cái tính năng bình luận, người ta không cho ta bình luận thôi chứ nó vẫn đề xuất, người ta vẫn xem anh em được, nó bị đứt chỉ đây chứ không là em chặn hết, mắc cười lắm. Vậy chứ cũng có anh em mua ào ào vậy nha, mua ào ào em cũng bó tay luôn, đúng là mua mù bán mờ, kiểu gì cũng chơi được. Đây 207 em thì làm nghề mười mấy năm rồi, thông báo anh em vậy. Rồi thêm 207 nè, thêm hồi xưa là theo ông già, mà thời ông già chạy toàn đồ cổ không, chưa có cả mấy dòng này, chưa có luôn. Đến khi mà Trung Quốc ra anh em, Trung Quốc ra nó giặt quá, ông già mới nghỉ làm. Lúc đó cũng còn ông còn sửa xe quá đẹp, anh em coi xe đi, không muốn nghe em nói thì anh em cứ tập trung coi xe nha. Rồi để quay kiếm chữ S cho nè, một chữ ví dụ như này mình không thấy cái cánh này đi ha, thì có khả năng nằm bên đây, chút qua bệnh coi nó, thằng này thì không thấy, thằng này không thấy luôn. Vậy là con thấy được con một này rồi nha, con này, còn ba con kia qua bên kia kiếm không thấy, nó đốt xe luôn, quá trời trông đẹp anh em ơi. Đầu óc anh em dòm nè, tắt nè, lét nó chá nó hết, có biết nha anh em. Nói chung mấy xe này về tụi em có rửa sơ qua chân nha anh em, rửa anh em đừng có yên tâm đi, rửa rất là kỹ thuật, rửa rất là đẹp chứ không phải rửa cái kiểu mà tẩy suốt. Anh em dòm ốc rất trong đấy không. À đây, ủa đâu rồi tời, khoan bỏ nó một bên đi, đây con này nằm đây nè, anh thấy không, kiếm từ từ nó ra cho nó đó ha. Này con, đó, con này nằm dưới này là ba con đó, chỗ này dơ dơ nè, nhưng con này đâu rồi, trốn đâu rồi, đây 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 nhìn em. Ủa không phải này, cái đó nó bị dặn đá là dặn lên xuống vậy, chắc ở dưới này phải có rồi chứ mi đâu chứ. Từ từ kiếm nó coi, qua đây được ba con, còn con này gán nặng nha. Rồi nó đó anh em ơi, nó đây cái đít anh em ơi, nó mờ chết á. Ở đây nó là bốn con nha nè, bốn con chứ giá là cũng có thôi, xe mình xe zin mà, đi vỏ còn anh em dòm coi, xăng chưa mở, nắp xúc bắp chưa mở nó thì dễ gì có cái chuyện bậy bạ nha nè, chưa có đụng đâu hết. Anh em dòm cục máy nó trắng nè, cái này 207 đùm đĩa như phép nói nè, người này thích cái này, người kia thích cái nọ, đùm á chạy nó rất là lành, nó rất là an toàn cho những anh em mà ví dụ như bắt cẳng là anh lỡ mà bóp nặng tay chút không sao, nhưng mà đĩa là lộn đĩa là lộn nha anh em. 208 nha anh em, 208 còn cái đầu số để em gọi cho em coi, mốt nhớ luôn đi, nhớ giùm đi, cái mốt có gì á là nhớ tiếp em luôn đi. Này số bông ta,
27. Em thích số thẳng à. Đóng bông, đóng móc gì kia cho nó phiền, nhưng mà đóng bông hay lắm nha anh em. 27. Đóng bông nó rất là hay. Đóng bông như thế là em thấy những cái xe số đóng nha. Em thấy có những xe số đóng nhìn biết liền. Số bông á, số bông vậy nó rất là khó đóng. Khó đóng, em thấy mấy đằng làm đóng số sườn, số máy, số giả, số bông em thấy đóng lỗi chân. Đó, nhưng mà số thẳng này thì khi dòm không nổi nè. Số thẳng họ đóng rất là giống. Nhưng mà vô số bông em thấy đóng chặt lắc cái chân. Công công quẹo nhìn mắc cười lắm. Trời ơi. Về đừng có tưởng sơn lại nha anh. Gia Yên nè. Ở này, ủa nãy coi gọi này chứ quên. Chơi gì à? À, mua xe chạy xuống thợ coi nha anh em. Chạy đi thợ, thầy thợ rồi xem xong rồi cái đầu về mới quay bán nha. Nó chứ làm ăn thì kiểu gì cũng là làm ăn anh em ơi. Nhưng mà mình mua thì người cuối cùng cũng là người mua thôi. Cuối cùng cũng là cái thiệt hại cũng vì người mua à, em nói. Bởi vì nói để mấy anh mua bán có mua xe chơi đam mê có cái chừng mực, biết cái chỗ nào sao sao nha anh em. Để mà mình mua cho nó đúng chất xe. Chơi thấy đẹp kinh khủng không? Em dòm hai neo của em. Nó neo em chứ nào? Nè cái này hai mấy triệu nè. Cái này 28 năm nè. Xe này nãy gửi về nãy giờ ngồi đây quạo hoài vô hai chỗ này thôi. Nó lỡ vậy rồi biết sao giờ, không lẽ mình đi cự nhự người ta. Chạy luôn miếng cái này ấy rồi mà chạy luôn miếng tem này cũng, tại vì cái áo 206 màu bạc này nó khó mua lắm. Nó độc lắm, bạc đen nè. Em dòm nè, đẹp lắm. Thẳng băng luôn nha anh em. 206 mình sườn xám 206 này. Đó, xe này thì không có vỏ còn đâu nha anh em, thay hết rồi. Đó, sườn đẹp. Bạc zin đẹp. Đó anh em dòm. Hai mấy triệu bạc. Xe này thì đi nhanh nè. Đó. Hồ sơ sẵn luôn nha anh em. Anh em mua xe cho phép á. Cái nào hồ sơ sẵn thì phép gửi theo luôn. Còn cái nào mà chưa có hồ sơ thì cho phép nợ phép gửi lại sau. Tại vì đằng nào cũng phải gửi đi ký anh em mới được, chứ anh em đâu có thể nào mà anh em không ký anh em nhập được. Còn vụ đưa hồ sơ cho anh em rồi thì sao phép ký được, phải không? Phải giữ lại ký. Đó, xe này cũng có rửa máy rửa đồ nha anh em, nhưng mà rửa thì yên tâm đi, ở đây rửa kiểu thợ rửa không à, rửa không có kiểu mà ốc để đục ngầu cháy cháy nám đen nám đỏ đâu nha anh em. Đó, bởi vì em yên tâm cho anh em nghe máy nha. Này sáu em đường xám máy quá chắc, máy quá chắc luôn nè. Cái xe anh em coi kính thép nhiều, anh em dòm cái cốt rồi đạp đó. Cốt rồi đạp này cũng nói lên chắc xe là em dòm. Anh em mua xe anh em dòm đít đi nhiều quá à, cái chắc xe nói chung là cũ dập nát hay là còn mới, nói chung là cái nút của xe đó, đó anh em dòm nó cũng một phần đó. Anh em cứ phép không nói tuyệt đối nha. Cốt rồi đạp đó anh em dòm con này đó, anh em thấy sao ha? Em nói có sách là mắt có chứng đâu bạn. Anh em nó thấy không, cái chỗ đó anh em có làm cách nào được chứ á. Nè đó, xe cọp vô nó vậy đó. À, xe này có cái combo và nó có hạng khúc này vậy nè. Đây nè, nè thấy không, trắng tư đấy không, xe cọp vô xe cọp lại trắng tư vậy đó anh em dòm. Đó, cho anh em coi lại nha. Đó nè, nó đã vô xe này đi nhiều chút nè, nó thấy chưa. Nói chung mẫu xe đánh giá rất là nhiều cái chi tiết, bởi vì anh em thông cảm, nhiều khi anh em đừng gửi mấy tấm hình anh em chưa phép cho giá, hoặc là em hỏi anh em hỏi phép anh có mua xe không rồi chụp hình đưa. Mấy xe mới là chơi được hết, xe mới hỏi anh chạy ô đô nhiêu, anh có té không, có chạy đâu có lỗi không là bắt đầu bụp thôi, nó có giá ba game hết. Còn này khó lắm, khó lắm anh em ơi. Dòm hình khi dòm lên đuôi mắt, nhiều khi những chi tiết mình cần nó đâu có đâu. Một chiếc xe vậy đó coi rất là nhiều thứ mà để gom lại mà để đánh giá đó, chứ không phải mà cái này nhám này nó dán nè,
máy chắc quá nè, máy này chạy chắc phê dữ, nó chạy cũng phê lắm nha nè. Xe này máy móc bao nhiêu nha anh em yên tâm, đầu nồi máy móc bao nhiêu. Ở đây xe anh em yên tâm, mới nói sao là anh chị làm ngày biết bao lâu rồi anh em, chứ không có mà mua xe đi hỏi thợ đâu anh em yên tâm, không có phải cửa hàng mua xe hỏi thợ đâu, cứ yên tâm mà chơi đừng có lo. Còn trong quá trình phục vụ thì phép nói anh em á, đằng nào kiểu gì nó cũng phải không thể nào mà kêu là tôm tắt, kêu là toàn diện nổi hết á. Bởi có khi nào mà nó lỡ làm bật lòng hay là anh em không hài lòng gì thì anh em góp ý giùm em, góp ý chân thành, hài hòa, vui vẻ. Em rất là cảm ơn, chứ không ai hoàn thiện đâu anh em, không ai hoàn thiện, không ai dám mà vỗ ngực xưng tên tao là đây cái thằng xin lỗi với mày, tao là hoàn thiện tất cả rồi, không có đâu, không có đâu nha anh em. Trời nắng cũng có người buồn, trời mưa cũng có người khóc. Đó anh em thấy không, hổm ngày lùm xùm cái bà đại gia là TH, rồi là nghệ sĩ HL, rồi nghệ sĩ là Asin gì đó, tùm lum, cũng có phe này cũng có phe nọ, cũng có người ghét bả cũng có người ủng hộ bả. Nó vậy, nó là mấy kêu là nhân vật idol không đó anh em, hot face, hot YouTube, hot TikTok gì không đó, mà còn gì nha anh em, chứ đừng nói mà em. Bởi vì phép nói nè, đằng nào anh em cũng, đằng nào phép cũng không thể nào mà cái cách lời ăn, kể cả lời ăn tiếng nói, cái tư cách của mình luôn. Nhiều khi á mình nhiệt tình quá, mình thật tình quá, cái lời nói mình không có bỏ cái ý đồ trong, cái ý trong, mà nhiều khi mà vô tình cái anh em không thích thì lỡ, thì không thích thì anh em bỏ luôn em nhé. Anh em đừng có xem phép nữa, nó tao không thích cái tư cách của mày, cái cách nói chuyện của mày này kia, rồi mày nói thẳng quá thế nào đó, mày nói thô quá thế nào, người miền Tây nói chuyện khó nghe thế nào đó thì bỏ. Còn anh em mà thích phép thì đến phép. Đó, trong cái cách làm ăn của phép thì anh em mà mua xe nhiều anh em biết rồi đó, tất cả xe này bao hết cho anh em, an ninh, giấy tờ, chắc xe thế nào. Nói chung ra không phải đem bán xe thơm, xe cọp, xe beo, xe gồng, xe gì kêu là xe dữ không đâu, mà nói chung với anh em á là về cửa hàng em là thịt xương là xương, chứ không phải là thịt xương lẫn lộn như anh em. Đó, chứ không phải lớ là lợ nha, thịt là thịt, xương là xương. Đó, anh em thấy ba chiếc neo nè, thắng đĩa này mà giá hai mấy triệu nè. Đó, tại sao mà thắng đùm ba mấy, đĩa là bung mấy, nó có anh pha nè, đem xương cá máy im bà cố 12 triệu bạc, chiếc đuốc ở trong cũng em tem xương cá mắc 10 triệu, 22 triệu. Đó là một cái câu chuyện là xe cũ anh em đừng có xem, mà anh em đừng có dội nói thằng này nó bán xe trên trời không, anh em muốn rẻ có rẻ à, nó giá trên yên 22 triệu rõ ràng. Anh pha lốc đen 2.3, 28 triệu, trời ơi này bán mắc quá, xe người ta bán 10 mấy triệu, có xe Vin đây 10 mấy triệu, xe Vin ok 18 triệu, nó bao xài luôn á, chiếc 18 rồi đó, tại nó cũ thôi, nó không được cọp, không được đẹp, nó không đáng để anh em mà sưu tầm thôi, để anh em mà xài nó đi gấp, đi shipper chạy đi. Nói xin lỗi anh em chứ mấy cái anh pha đời bây giờ, mấy cái, không phải mình so sánh, mình bán xe không được chê giọng nào vậy, nhưng mà mình phải có cái đánh giá nhất định để cho người dùng, để cho anh em theo dõi kinh mình, người ta có một cái cách người ta biết cái xe nào thế nào để người ta chơi đó. Thử phép chấp cái xe anh em mua đời và bán cái dòng quay Alpha, quay GS, GS, kể cả cái dòng da Sigut đó anh em xài nhớt nhau đàng hoàng, anh em về vệ sinh e gió e bọng bugi mồ rò anh em thay cho đồ tốt, đồ vô nhớt tốt vô anh em xài đi, hư nó mới lạ đó, dữ lắm cái dòng đó, kêu là nồi đồng cối đá, nó có tiếng nào giờ quay Alpha lốc đen đời đầu anh em ấy. À, thì như phép nói nè, ở đây phép làm anh em thấy cửa hàng phép dời về đây nó là 3 lần rồi đó anh em, dời về đây lần là lần thứ 3 nè. Đầu tiên phép làm là ở chung nhà với ông bà già, rồi cửa hàng thứ hai là kế nhà ông bà già, cũng cách mấy căn thôi chứ không phải là sát, giờ đây là cửa hàng thứ 3.
ba lần về cửa hàng đó anh em. Tại lúc trước phép ở đằng kia, ở đằng cái bến đò cũ á, nhà ông bà già đằng bến đò cũ, nó xa ngã ba quá, rồi nó cũng vắng, nó vắng à, đón xe đón cộ nó rất là cực, rất là khó. Vậy đây bây giờ anh em mọi miền Tổ Quốc, anh em cứ lên xe giường nằm, anh em nói lại cửa hàng xe máy Khánh Phép ngay ngã ba tám ngàn là ta cứ lên ngủ thôi. Anh em Đồng Nai, Sài Gòn, Tây Ninh gì tới mà hết dịch đó, anh em cũng hay xuống đây lắm. Anh em cứ lại nói rồi xuống tới ngã ba tám ngàn cửa hàng xe máy Khánh Phép là anh em cứ lên ngủ. Thậm chí giờ bạn bè anh em người thân gửi đồ nha, bỏ đây không mà. Đó, tại bán nhiều quá anh em, bán nhiều gửi nhiều đi lại nhiều, mình không phải nổ nha anh em, mà thật sự là nó vậy nha anh em. Rồi các nhà xe biết chưa anh em, do bây giờ dịch bệnh giường nằm đồ không có đi, gửi xe rất là khó khăn. Bây giờ phép chỉ gửi được dược theo đây, hôm đầu phép liên hệ được Nhất Tính, nói chung ra cái phí chuyển phí ship toàn quốc phải không có bao, tại vì ở miền Bắc cước triệu mấy, miền Trung triệu mấy nhẹ, miền Tây mấy ba bốn trăm hai ba trăm nó tùm lum, cho phép nói bán xe vậy thôi, ship tiền ship anh em nào anh em đó tự trả giùm phép, phép có nói trước, nói thành thử ra phép có bao phần đó nha anh em, phép có nói trước. Bởi vậy phép cũng muốn tìm cái chành nào, cái nơi gửi nào để cước rẻ an toàn anh em. Hôm làm việc liên hệ được với Nhất Tính, thôi thôi nó gửi bây giờ em chạy nó luôn, gửi đâu hả? Người thì điện nó 10 ngày chưa nhận được, nửa tháng chưa nhận được, anh em chửi nhau hay chân luôn. Nó thấy cước nó có 400 ngàn thấy cũng được, cái Viettel thì nó ăn đâu 599 ngàn cái đó, miền Tây á. Mình nó ngộ lắm. Hôm anh em ở Vũng Tàu, phép gửi ở Nha Trang ở Vũng Tàu đó, phép gửi hai chiếc quay, một chiếc ZX với chiếc 10S màu đỏ đen đó. 599 ngàn. Mà phép hỏi ở Sóc Trăng. Sóc Trăng thì đâu 700 ngàn. Mà Sóc Trăng đây đó gần xịt bên Vũng Tàu, nó tuốt ở ở ngoài mà kêu là Đông Nam Bộ rồi, nó thuộc về mà gần miền Trung rồi, Vũng Tàu Nha Trang nó thuộc Đông Nam Bộ rồi phải không anh em, Vũng Tàu thuộc cái miền nào nó mà nó lại rẻ hơn miền Tây mà em cũng không hiểu nổi luôn. Rồi cho thu hộ thì hôm gửi cho Winner đi Long An cho người anh em, trời ơi thu hộ có 23 triệu năng ta 700 lẻ mấy ngàn, trời ơi mẹ bà ngộ thì chứ, 23 triệu à. À 23 triệu ví dụ như là cho nó tính 10 giỏi lắm à, tính 1% hay 10% vậy đó, nói chung là 230 ngàn vậy đi cũng mình cũng chấp nhận 700 ngàn. Bởi vì anh em coi nếu khả năng anh em tin tưởng phép anh em chuyển cả đi, chứ xe gửi anh em mà anh em vừa tốn tiền thu hộ vừa tốn tiền ship đủ thứ chân nhót ruột anh em, chứ không phải là vấn đề gì. Nhiều khi phép kêu anh em chuyển trả đi, anh em sợ ngờ em lừa gạt lừa đảo này kia đồ, anh em không chịu chuyển, anh em để thu hộ để cho năng mấy trăm ngàn bạc nó em. Tại vì dịch này nè không có sự lựa chọn thôi, chứ không nếu mà không dịch em nhiều cách gửi lắm, gửi anh em rẻ nó thì mới biết là mình gửi cho anh em mà mình không có trả phí đẹp của anh em ha, nhưng mà mình cũng phải có trách nhiệm, mình làm thế nào á dành hết cái quyền lợi của mình được để cho anh em, chứ gửi thấy gửi người ta mà không có tốn tiền của mình, cái muốn gửi sao gửi trả tiền thấy bà người ta luôn, mốt ai dám mua mình nữa đó. Một cái clip tâm sự rất là dài dằn lằng ngoằng của em nha anh em, mong anh em xem mà anh em hiểu nó, anh em nào yêu thương ủng hộ thì phép rất là cảm ơn. Ở cái tầm tuổi em thì nói chung anh em đừng có lo nữa ha, không ai trẻ trâu trẻ ngá đâu, cái chất lượng tuổi tác nó cũng đã có rồi, cái chất lượng mà kêu là cái tuổi ở cái trong cái nghề nghiệp nó cũng đã có rồi anh em ơi. Anh em lại cái cửa hàng nào mà gần gần cái địa phương anh em á, mấy cửa hàng lớn lớn anh em hỏi biết phép không, cửa hàng xe máy Khánh Phép, phép ở 8.000 không, có thể là biết hết đó nha anh em chứ không phải không đâu. Đây là cái đó là phép đi nói lên để cho anh em hiểu cái tên tuổi mình thôi, chứ không phải muốn nói nhiều làm gì đâu anh em ơi. Làm em biết là dời lên lại lần thứ ba cái cửa hàng rồi đó, cũng ra đâu 11 12 năm ở trong nghề rồi, làm cái thời có Facebook Zalo gì đâu, đăng chở tốt bán, đăng chăn gâu giặt bán tùm lum hết trơn anh em đó. Em được cái là em hay tìm tòi lắm đó. Rồi thôi hello 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 các chú. Rồi, phép chúc anh em buổi chiều vui khỏe, an lành. Bye bye nha anh em.